Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Sau 10 tuổi bỗng hóa 30 nhờ ăn 7 loại thực phẩm này, càng ăn càng trẻ ai cũng thích. Rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, thời gian luôn là kẻ thù số 1 của sắc đẹp. Dù cho bạn có một đời sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, dành nhiều thời gian để thư giãn và giải tỏa căng thẳng, vẫn sẽ chẳng có cách nào để bạn có thể thoát khỏi những tác động theo quy luật của thời gian lên trên cơ thể của mình. Nhưng thật may là bằng những phương pháp đơn giản tự nhiên, an toàn, ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này lại. Một phần của công thức giúp bạn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp, muốn có được sắc vóc rạng ngời, khuôn mặt không tuổi thì chế độ ăn phù hợp chính là chìa khóa đắc lực nhất dành cho tất cả mọi người. Và bạn có biết không, những loại thực phẩm được coi là thần dược vừa giúp bạn có dáng thon thả, đồng thời lại nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh và làn da tuyệt đẹp. Nếu bạn luôn mong muốn sở hữu vẻ ngoài đánh bại thời gian, vậy hãy ngay lập tức bổ sung 7 loại thực phẩm vàng mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Đặc biệt là thực phẩm này cực dễ tìm mà lại siêu rẻ tiền. Ăn càng nhiều, da càng đẹp, dáng càng xinh. Ai ai cũng nên biết để bổ sung cho mình. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. 60 tuổi bỗng hóa 30 nhờ ăn 7 loại thực phẩm này, càng ăn càng trẻ. 1. Khoai lang. Ít có loại thực phẩm nào giàu công dụng làm đẹp hơn khoai lang. Chỉ một nửa củ khoai lang đã có thể cung cấp 200% lượng tiêu thụ cần thiết mỗi ngày của bạn. Trong khoai lang có một lượng lớn các vitamin cực bổ dưỡng như vitamin A, vitamin B, C, E và các axit amin, giúp da luôn khỏe mạnh. Đặc biệt, khoai lang rất giàu vitamin A, selenium, một dạng vitamin A được các hãng mỹ phẩm săn lùng và xuất hiện trong những sản phẩm chăm sóc da đắt đỏ, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo collagen, cho da luôn săn chắc, căng mịn, phòng ngừa nếp nhăn hiệu quả. Những người ăn khoai lang thường xuyên sẽ có làn da hồng hào và trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Do đó, bạn hoàn toàn có thể tận dụng loại thực phẩm dân dã này để sở hữu làn da em bé, bất chấp thời gian. 2. Nấm. Trong rất nhiều loại thực phẩm mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, thì nấm là một trong những loại thức ăn vừa giàu chất dinh dưỡng, vừa có khả năng điều trị bệnh, hiệu quả. Ngoài ra với phụ nữ, nấm còn là thực phẩm tuyệt vời, giúp duy trì sức khỏe và sắc đẹp. Từ thời cổ đại, những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đã dùng nấm là món ăn chính trong thực đơn thường ngày của mình. Một trong số ấy có thể kể đến là Lily, người phụ nữ quý tộc bậc nhất nổi tiếng xinh đẹp và thông minh thời Sengoku và Edo của Nhật. Bà thường thưởng thức nấm với những công thức chế biến tinh hoa của đầu bếp Nhật Bản thời bây giờ, để giữ gìn nhan sắc, giúp sắc diện luôn hồng hào tươi trẻ và kéo dài nét thanh xuân. Ngày nay, xu hướng làm đẹp bằng nấm đang được chị em phụ nữ tại nhiều nước trên thế giới áp dụng. Nấm không chỉ ăn ngon mà còn chứa rất nhiều chất miễn dịch, giúp ngăn ngừa phòng bệnh ung thư vú ở phụ nữ. Hàm lượng calo trong nấm thấp với thành phần chủ yếu là nước, mang tính hàn, thích hợp dùng cho thời kỳ ăn kiêng, có tác dụng giảm cân và dưỡng da cực kỳ hiệu quả. 3. Nước chanh. Một ly nước chanh ấm sẽ mang lại lợi ích gấp đôi thay vì bạn pha nước chanh bằng nước lạnh. Nước chanh rất tốt cho cơ thể, đặc biệt cho làn da của bạn. Nó giúp bạn sở hữu một làn da sáng khỏe. Chanh còn chứa các chất chống oxy hóa, giúp chống lão hóa. Các chất chống oxy hóa tiêu diệt các gốc tự do, ngăn chặn sự lão hóa trong cơ thể của bạn. Hơn thế nữa, uống nước chanh mỗi sáng sau khi ngủ dậy, giúp làn da ít mụn hơn. Chanh có chứa rất nhiều vitamin C, giúp làm lành các tế bào da bị tổn thương và ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện trên da của bạn. 4. Cà chua. Một nghiên cứu trên tạp chí nổi tiếng cho thấy, những người tham gia ăn 5 thìa sốt cà chua đậm đặc hàng ngày cho ra khả năng bảo vệ làn da cháy nắng cao hơn 33% so với những người bình thường. Không những thế, cà chua còn có thể làm cả nhiệm vụ kép để tăng cường vẻ đẹp.
trong khi carotenoid và chất chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa, làm lão hóa tế bào da. Chúng còn thúc đẩy mạnh procollagen, một phân tử đem lại cấu trúc trẻ trung, căng mọng cho làn da của bạn. 5. Sữa đậu nành. Được chế biến từ hạt đậu nành, sữa đậu nành là loại thức uống mang lại giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng giảm cholesterol trong máu. Vì thế, chị em có thể hoàn toàn xóa bỏ nỗi lo tăng cân khi dùng loại thức uống thơm ngon này. Sữa đậu nành rất giàu vitamin E và phytoestrogen, thành phần chống lão hóa. Sữa đậu nành còn giúp làn da của chị em phụ nữ thêm khỏe mạnh, trẻ trung. Ngoài ra, đậu nành còn giúp chống lại ảnh hưởng của bức xạ mặt trời, tác động lên da, mang lại một làn da khỏe mạnh, tươi tắn. Với phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh, phytoestrogen trong đậu nành còn được xem là biện pháp nội tiết thay thế hiệu quả, làm giảm bớt sự khó chịu của cơ thể phụ nữ ở giai đoạn này, đau nhức, mệt mỏi, trầm cảm. 6. Bí ngô. Chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe như chất xơ, cellulose, đường tự nhiên, sắt, kẽm, carotenin, glucid. Ăn bí ngô hàng ngày sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và có làn da như ý. Vị ngọt nhẹ giúp bổ thận, giải độc gan, giúp da khỏe đẹp, mịn màng. Chất chống oxy hóa có trong quả bí ngô giúp cơ thể chống lại các bệnh viêm nhiễm, đặc biệt là các vết viêm nhiễm ở da, giúp da nhanh liền sẹo. 7. Cà rốt. Với hàm lượng beta-carotene cao, cà rốt nhà vô địch chứa chất chống oxy hóa giúp bạn cải lão hoàn đồng làn da. Không dừng lại ở đó, carotin còn thúc đẩy quá trình sản xuất melanin, sắc tố tự nhiên giúp da chống lại các tác động có hại của tia cực tím. Silin có trong cà rốt còn bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, ô nhiễm không khí. Tác dụng tuyệt vời của cà rốt khiến các chuyên gia chăm sóc sắc đẹp phải thốt lên, đây chính là một loại giống quý xứ nhiệt đới. Vậy, thực phẩm nào đang là kẻ thù của sắc đẹp? 1. Đồ uống có cồn. Đồ uống có cồn cũng dẫn đến tăng cân, làm da khô, gây nên các nếp nhăn. Nó còn khiến các mạch máu trong mắt đỏ lên, làm mắt bạn trông đỏ ngầu. Càng uống nhiều đồ uống có cồn thì bạn càng chống già và các dấu hiệu này ngày càng khó che giấu, dù bạn có dưỡng da hay trang điểm kỹ. 2. Thịt xông khói. Thực phẩm ăn sáng được yêu thích này có thể khiến bạn bắt đầu chảy xệ trước khi tuổi trung niên. Lý do 68% lượng calo thịt xông khói có nguồn gốc từ chất béo, với gần một nửa số đó là loại bão hòa. Bên cạnh việc góp phần tăng cân và tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, chất béo bão hòa có thể gây viêm, làm tăng tốc độ lão hóa da. Thịt xông khói và các loại thịt chế biến khác cũng có chứa nitrit, nitrat. Theo một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên tạp chí châu Âu, làm tăng căng thẳng oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa có thể gây ra thay đổi cấu trúc của collagen và elastin, các protein giữ cho làn da trẻ trung, dẫn đến nếp nhăn sớm. 3. Thực phẩm chiên rán nhiều muối. Thực phẩm chiên rán hấp dẫn nhưng không có giá trị dinh dưỡng và chứa nhiều chất béo chuyển hóa. Tiêu thụ loại thực phẩm này còn dễ gây tăng cân do chứa nhiều calo. Tăng thêm vài kilo sẽ không có lợi cho tuổi thọ của làn da, khiến làn da của bạn trông già hơn. Một ít muối sẽ tốt cho bạn, nhưng quan trọng là ăn có tiết chế, vì muối có thể tác động đến cơ thể, nhất là làn da. Bữa ăn tối nhiều muối khiến khuôn mặt của bạn sưng húp khi thức dậy vào sáng ngày hôm sau, do cơ thể tích nước. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy chế độ ăn uống góp phần quan trọng như thế nào với sắc vóc của mỗi người. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi mang đến ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị tìm kiếm được một chìa khóa vàng cho sức khỏe và sắc đẹp. Cuối cùng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng,
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.